Thưa quý vị, một đối tượng vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu rưỡi vì lên Facebook đăng tin xuyên tạc về công an sau khi bị lập biên bản cho vi phạm quy định giãn cách xã hội. Đó là chủ một quán hải sản trên địa bàn thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang, 23 tuổi. Đối tượng này bị lập biên bản vào ngày 18 tháng 7 do vi phạm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Sau đó đã lên Facebook đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cho công an. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm và tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.